Kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Phan Đạt cảm thấy rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Thú Chơi kỳ này. Nếu như tất cả quý vị và các bạn đã biết về thú chơi gà cảnh, chim cảnh, cá cảnh, vậy thì thú chơi tết cảnh như thế nào và tại sao lại thu hút nhiều người đến như vậy? Thì ngay bây giờ Phan Đạt và tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Tết cảnh đã xuất hiện ở Việt Nam cách đây khoảng hơn 10 năm. Người chơi khi đó chỉ đếm trên đầu ngón tay vì nguồn cung rất hiếm. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, thú chơi này phát triển khá mạnh bởi màu sắc đa dạng, lạ mắt của những chú tép cảnh. Từ một sinh vật nhỏ bé để làm đẹp cho bể thủy sinh, tép cảnh đã trở thành niềm đam mê của nhiều người. Các cửa hàng, diễn đàn mạng dành cho những người muốn trao đổi, giao lưu về nuôi dưỡng, chăm sóc tép cảnh dần dần xuất hiện. Với thú chơi này, không phải cứ vung tiền ra là có được bể tép cảnh trong nhà, bởi nuôi loài thủy sinh đắt đỏ này tốn không ít công phu, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Mình bắt đầu chơi tép cảnh từ hồi năm 2015. Trước đến thì mình biết về thủy sinh trước, thì trên những diễn đàn thì có thấy những các anh chị ngoài trên diễn đàn đó post lên những cái tấm hình về những con tép cảnh, thì mình thấy những con tép này thấy nó hơi mới mẻ, thấy nó cũng dễ thương. Thực ra là những dòng tép ong đầu tiên á, là xuất xứ từ nước Nhật. Về mặt lai tạo thì được người Đài Loan á, là lai tạo nhiều nhất. Mình ban đầu đang chơi á, thì mình chơi là bắt đầu tép màu, thì mình chơi những dòng rất là rẻ tiền và dễ nuôi, cái đó là không cần máy lạnh. Những cái hồ thủy sinh, hồ bình thường nuôi vẫn sống bình thường. Nếu mà người chơi tép á, tép cảnh á, mà nóng tính, nóng nảy sẽ không chơi thành, khó chơi thành công được, tại vì mình nó không có giao tiếp với mình được. Mình cần phải kiên nhẫn và tìm tòi để xem coi là mình nhìn và mình hiểu được con tép đó đang cần gì. Trong thời gian đầu mình chơi á, cái tép cảnh này á, thì mình gặp điều khó khăn á, là khi mình, tất nhiên là mình set up này nọ, mình có hỏi han những anh mà tiền bối đi trước là cần những thứ gì thì mình làm đầy đủ y chang. Nhưng mà đem về đây mình gặp khó khăn nhất là cứ một ngày một, ngày hai tép nó chết một hai con, mà lại đo thông số TDS này, pH này, nhiệt độ nè, thì nhiều lúc nó cũng đúng chuẩn rồi mà không hiểu tại sao nó lại chết. Lúc đầu mình bỏ rất là nhiều tiền để mà mua vài triệu, vài chục triệu, mình mua cái chết gần hết thì nản chứ, theo kiểu mình rất cực kỳ nản và muốn là thôi bỏ đi. Nhưng mà cũng có một số người anh chị nói là cố gắng, nếu mà mình bỏ đi là mình sẽ không bao giờ chinh phục được nó, cho nên mình nói thôi mình phải cố gắng chinh phục được nó. Cái này thực ra nó cũng rất là vô tình, bởi vì ban đầu mình chơi là chơi cá, nhưng mà tới nhà một cậu bạn thì cậu cho cá lại vô tình thấy con tép, sau đấy về tự tìm hiểu trên mạng thấy thích con tép, bắt đầu tìm hiểu và chơi từ thời điểm đấy luôn. Mình cũng có gia đình rồi, đi làm buổi ngày buổi tối thường là tập trung cái thời gian rảnh để chăm sóc và ngắm chúng nó, cho nên nhiều khi là việc chăm sóc con cái cũng có hơi bỏ bê. Nên ban đầu thì vợ cũng có góp ý là nên hạn chế bớt, nhưng mà sau dần dần mình cân đối được. Nó mang lại cho tôi cảm giác kìm chế cái sự nóng nảy trong con người, nó làm cho mình kiên trì và kiên nhẫn hơn. Mấy vấn đề mà mình hay gặp lúc đầu, thứ nhất ấy là thỉnh thoảng tép chết không biết nguyên nhân gì. Thứ hai nữa là tép con sinh sản ra số lượng ngày một ít đi, tức là nó bị hao hụt. Cũng may là mình đã yêu nó từ ban đầu, cho nên là cái khó khăn của nó mình cũng không thấy nó quá là lớn lao lắm, cho nên là tuy có gặp vất vả nhưng mà mình có tự tìm hiểu và khắc phục được. Lúc mới chơi thì mình không chơi phòng lạnh như bây giờ, mà mình chơi gọi là chơi chạy một cái máy chiller làm lạnh cho hồ tép và chạy một cái lọc ngoài. Thì lúc mình chơi thì cái điều kiện nó còn thô sơ lắm, cái ống bịt tép để mà cắm vào cái lọc ấy thì nó không đủ kín, thì vô tình con tép nó bị chui vào cái lọc. Đến lúc vệ sinh cái lọc thì thấy có một mớ tép trong lọc luôn. Thì mình cũng bảo thắc mắc tại sao mình chăm tép hơn là chăm bản thân mình mà nó còn không sống nổi, nhưng mà có những con tép nó chui vào cái lọc không có một cái điều kiện gì hết mà nó vẫn sống được. Đấy là một kỷ niệm mình chắc là khó quên đấy. Mỗi lần đi làm về mà công việc nó không trôi chảy, nhìn mấy chú tép nó cứ bò một cách chậm rãi, thấy cuộc sống nó cũng chậm lại dần theo mấy chú tép đấy. Và thứ hai nữa là mình chơi theo những cái chú tép mình thích, về nhìn những cái mình thích và sinh sống và phát triển, ngày càng phát triển, mình cảm thấy rất là khoan thai. Cái thời gian đầu á, tại vì mình thích nó, cho nên là mình không có muốn đi đâu hết á, thích ngồi nhà nhìn thôi. Rồi á là cứ hễ mà gọi là con tép mà nó có chuyện là rối lắm,
suy nghĩ đủ đường rồi là ngồi giống như một ngày mình có thể ngồi nhìn, ngồi lì ở ngay cái hồ đó cả 2-3 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn cái hồ đó. Khi mà mình chơi đến một cái mức độ đó thì mình nuôi được con tép nó đẻ ra, sau đó mình lại nhân giống nó lên rồi lại nuôi, thích thì lấy con này cho nó lai với con kia, gọi là nó kích thích cái sự tò mò của mình đó, để khi mà mình bỏ những con này con kia vô nó ra con gì. Người chơi nào mới bước vô cái chơi tép này cũng sợ nhất là tép chết, và mình cũng đã từng bị như vậy. Chỉ là mình bỏ ra đầu tư ra một số tiền nhỏ không nhỏ, lớn lớn cũng khoảng vài chục triệu đó. Mà chỉ vì cái tật tái máy thôi, tò mò thôi, mà đi hết nguyên cả cái hồ. Nghĩa là giống như là mình cảm giác buồn lắm. Thì nó lại còn mấy con sót lại nó lại sinh sản được, thì mình lại cảm thấy là có động lực để mình chơi tiếp. Nhưng mà sau cái sự cố đó thì rút ra được nhiều kinh nghiệm. Và những cái kinh nghiệm đó nó giúp mình chơi liên tục đến bây giờ. Bạn càng kiên nhẫn chừng nào thì cái khả năng thành công của bạn càng cao chừng đó. Cái thứ hai nữa là luôn luôn phải có một người dẫn dắt. Kiến thức cũng chỉ là một phần, nhưng mà khi vào thực tế thì là cái kinh nghiệm nó quyết định nhiều lắm. Mà muốn kinh nghiệm thì phải có thời gian. Dân chơi tép cảnh thường đùa nhau là một con tép thương phẩm rất nhỏ bé, chẳng đáng là bao nếu xét về mặt dinh dưỡng. Nhưng giá trị của nó có thể đổi thành rất nhiều bữa tôm hùm thịt xoài. Phần lớn tép trên thị trường nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Thái Lan, sau đó được người nuôi cho sinh sản rồi cung cấp ra thị trường. Theo người chơi tép cảnh, hiện nay trên thế giới có 3 đất nước phát triển mạnh nhất về thú chơi này là Nhật Bản, Đài Loan và Đức, lại có 3 kiểu chơi khác nhau. Người Nhật theo phong cách bảo thủ, chỉ chơi và nuôi tép ong đỏ, với mong muốn cho loại tép này ngày càng đẹp hơn, bởi đây là loại tép đầu tiên đã lai tạo ra các dòng khác. Người Đức thì chơi theo kiểu khoa học, tất cả mọi thứ đều phải đúng quy chuẩn. Với người Đài Loan, họ lại chơi theo hướng sáng tạo, cho lai chéo để tạo ra nhiều dòng tép mới, đẹp và lạ hơn. Với kích thước chỉ tối đa từ 1,8 tới 2,5cm khi trưởng thành, nhưng ít ai ngờ rằng mỗi con tép thủy sinh nhỏ xíu có giá tới hàng trăm nghìn đồng, thậm chí có con giá trị cả nghìn đô. Loại được nuôi phổ biến và giá cả vừa túi tiền nhất là cherry đỏ. Đắt hơn là tép ong, trên thân của chúng được chia thành từng khoang trắng, đỏ, đen rõ rệt, trông rất bắt mắt. Từ tép ong, người chơi đã cho lai tạo ra nhiều dòng tép khác có màu sắc độc đáo hơn như Red Pinto, Black Pinto, White Red, King Kong, Sulawesi, Nanasi Galaxy. Chính vì sự đa dạng giống loài và giá khiến thú chơi tép cảnh ngày càng thu hút được nhiều đối tượng tham gia. Tép cảnh được chia thành hai nhóm chính là tép màu và tép ong. Với tép màu, người chơi có thể nuôi ở nhiệt độ phòng bình thường. Tuy nhiên, đối với tép ong, đòi hỏi bể nuôi phải lắp đặt hệ thống điều hòa để đảm bảo nhiệt độ nước lúc nào cũng ở mức 22 tới 24 độ C. Ngoài ra cần đảm bảo các thông số khác như khoáng chất, hệ vi sinh, độ pH. Xây dựng một hồ thủy sinh cũng chính là xây dựng một hệ sinh thái dưới nước thu nhỏ. Mà để hệ sinh thái này phát triển tốt thì điều quan trọng không thể thiếu chính là lớp nền. Tùy theo loại tép sống ở độ pH nào để chọn loại nền có độ pH thích hợp. Tép thì nó chia ra nhiều dòng, nhiều chi loài. Có những con nó sống ở nhiệt độ là từ 22 đến 26 độ như là tép nước lạnh ở trong cái phòng này. Rồi một số dòng như tép màu, tép họ Neocaridina đó thì lại sống ở nhiệt độ là 28 đến 30 độ. Rồi chưa kể là cái điều kiện về cái thông số nước khác nhau nữa. Nó đơn giản như ví dụ giống như mấy con này là cái range pH của nó, cái độ pH thì nó sẽ từ 5.5 đến 6.5. Rồi cái TDS là cái tổng chất rắn hòa tan thì nó khoảng từ 100 cho đến 150. Còn tép màu thì cái pH nó cao hơn. Tép màu pH nó có thể lên đẹp nhất là nó khoảng 7.7.2, TDS 250. Nếu như trong hồ này phải cúp điện khoảng 12 tiếng trở lên thì mới bắt đầu là nguy hiểm. Tại vì vấn đề nó là trong cái môi trường nước á, là nó sẽ có
vi sinh để nó phân hủy. Nhưng mà khi cúp điện á, oxy nó không hoạt động thì những cái con đó nó cần oxy thì nó sẽ chết đi. Nó chết đi thì nó cái khả năng xử lý cái nước hồ của nó bắt đầu nó đi xuống. Nuôi tép trong hồ nước thì cái yếu tố quan trọng nhất là cái nước của mình phải sạch. Nước đầu vào á thì đa phần ở nước Việt Nam mình á, các nguồn nước nhà máy á, họ sẽ không có được đúng tiêu chuẩn. Cho nên hiện tại là mình xài cái nước hệ thống lọc RO, hoặc là mình mua những cái bình nước bên ngoài á, bình nước thủy cục mà không có khoáng, để giữ cái pH mà luôn luôn mà ở mức mà mình cần á, thì phải có một cái bộ nền. Mình trải qua nhiều bộ nền rồi thì bây giờ mình chọn những cái bộ nền của Nhật như là ADA hoặc là Control Soil của Nhật. Hai bộ nền mình chơi nhiều nhất là cảm thấy nó giữ được cái pH rất là tốt. Thời gian bao lâu để thay một cái bộ nền này á, là mình nhìn vào, mình không có dựa vào là mình tích lên ngày nào là xài được là 3 tháng, 6 tháng là mình thay. Mình chỉ cảm nhận được khi mà tép không sinh sản, tép chết nhiều, có vấn đề là mình thay. Rồi sau đó nhiệt độ thì mình có thể khống chế được là bằng cách là dùng máy lạnh hoặc là dùng những cái thiết bị làm lạnh cục bộ và hệ vi sinh trong hồ. Một cái quan trọng nhất nữa là đó là TDS. Điều đó quyết định là tép đó có tồn tại được hay không. Nếu mà TDS quá cao, tức là nồng độ khoáng chất á, trong hồ nó quá cao á, thì tép hấp thụ á, quá nhiều vào trong người nó sẽ bị vỏ nó sẽ rất là dày và không lột vỏ được. Nó đang chứa cái vỏ bên ngoài nó không bung ra được á, chắc chắn nó sẽ chết. Nếu mà mình dùng phòng máy lạnh rồi á, thì mình tốt nhất các loại tép nó nên cùng một nhiệt độ để đỡ cái hao cái tiền máy lạnh. Tép là loài sống theo bầy đàn, nên để chúng có thể tồn tại và phát triển được thì cần ít nhất khoảng từ 30 tới 50 con trong một bể với tỷ lệ 3 trống 7 mái. Người chơi cần phải tích lũy kiến thức từ bạn bè hoặc trên các diễn đàn mạng về môi trường nước, cách khống chế nhiệt độ, ánh sáng. Tiếp đến là chế độ dinh dưỡng, cần bổ sung những loại thức ăn gì để tép phát triển tốt và hình thành lớp vỏ đẹp. Tốt nhất là tép mình cho ăn sau 2 đến 3 tiếng mà ăn không hết cái thức ăn của mình đó, mình nên vớt ra để tránh làm ô nhiễm cái hồ nước của mình. Thì buổi sáng là giống như tép mình ít đi, mình cho ăn một cục nhỏ nhỏ thôi để cho họ nó ăn cho hết. Ăn không hết thì cái lượng đó nó cũng không ảnh hưởng đến cái môi trường trong cái hồ. Về tối thì giống như mình có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ cho vào một cái lượng thức ăn nhiều. Nếu mà nó ăn không hết nữa, mới tới 11, 12 giờ đêm ăn không hết nữa thì mình vớt ra. Điều kiện cốt lõi để tép ong sinh sản chính là nhiệt độ của nước. Nước trong bể phải ổn định ở mức từ 22 tới 24 độ C. Quá nhiệt độ này, tép sẽ không sinh sản, đồng thời màu sắc của tép sẽ bị kém đi rất nhiều. Nếu môi trường sống thuận lợi, tép sẽ đẻ mỗi tháng một lần. Một con ôm khoảng 20 tới 30 trứng và ôm trứng trong 28 tới 31 ngày, tỷ lệ sống khoảng 50 tới 70%. Nếu nắm bắt được những giống có nhiều đặc điểm tương đồng, người chơi cũng có thể tiến hành ghép đôi để tạo ra dòng tép mới bắt mắt hơn. Đặc biệt, nếu có được những cá thể đột biến thì đó là điều vô cùng may mắn, bởi khi đó giá trị của tép sẽ tăng lên hàng chục lần. Cái thú vui lớn nhất là gọi là làm sao dòng tép nó đẻ. Đạt nhìn thấy ở trong này ha, là có rất là nhiều tép con nè, những tép con bé bé nè. Con tép mái sẽ ôm trứng trong khoảng 28 đến 30 ngày là bắt đầu nó nở, nó sẽ búng cái con tép con ra, nó nở con tép con ra. Thì một cái con mái mà khi mà nó xả trứng á thì bình quân là nó sẽ xả khoảng 20 con. Khi mà mình chơi nhiều thì mình đếm được cái số lượng, mình tính được cái số lượng tép con trong hồ mà so với số lượng tép mái á, thì mình sẽ biết được là cái hồ mình nó có ổn hay không. Như vậy thì tính tới thời điểm hiện tại thì anh đã lai ra được thành công bao nhiêu con mới rồi? Anh không có chơi thiên về lai tạo mà anh chơi về nhân giống. Nhưng mà nó cũng có lai tạo trong đó, nhưng mà những cái dòng mà anh lai ra thì thế giới họ đi trước mình. Em thấy thì trong phòng của mình thì có rất là nhiều các loại tép, thì bây giờ anh sẽ giới thiệu cho em là loại tép nào nổi bật và giá trị nhất hay không ạ? Đó là cái dòng nó gọi là con Tiger Galaxy. Thì nó xuất xứ từ đâu ạ? Từ Đài Loan. Trong cái hồ này thì anh chỉ cho em, ví dụ có những con nó như thế này. Cái con này nó đặc biệt ở cái chỗ là nó có những cái vạch giống như con cọp á, thấy không? Mà cái số lượng vạch của nó đó, kéo xuống đó, nó càng nhiều. Thông thường là nó sẽ là khoảng 2 vạch như con này. Nhưng mà cái giá trị của nó sẽ tăng lên nếu như nó lên 3 vạch. Và nó sẽ lên maximum cái giá trị khi mà nếu mà nó là 4 vạch.
Thì hiện tại là anh thấy trong phòng của mình thì có rất là nhiều các là bể để mà chứa tép cảnh. Thì cái cách thức để mà anh set up từng cái bể này thì như thế nào? Ở đây mình sẽ có một cái này gọi là cái lọc đáy. Và cái này nó gọi là cái biofilter, có nghĩa là cái lọc bio mà lọc bông. Thì việc đầu tiên là mình gắn cái lọc đáy này vào. Xong rồi thì khi mà mình set á, mình đổ nè nó vô đây. Rồi bắt đầu là mình mới châm vi sinh, rồi khoáng rồi đó. Rồi bắt đầu là mình vào nước. Vào nước thì nó đầy đến đây thì bắt đầu là mình chạy sủi oxy lên, mở oxy lên để bắt đầu nó cái hệ thống này bắt đầu nó hoạt động. Thì thông thường là để cho một cái vòng tuần hoàn vi sinh nó hoạt động xong mà mình có thể thả tép được thì nó mất khoảng 7-10 ngày. Công việc hàng ngày, hàng tuần của một cái bể tép cảnh á, là thay nước. Thì thông thường là anh sẽ thay khoảng 30%. 30% cái thể tích hồ này. Thì thay 30% thì nó sẽ tụt như bao nhiêu đây. Thì ở trên này em nhìn thấy là mình thấy có cái phao này, thấy không? Cái này là cái phao này, nó gọi là cái phao bù nước. Ở trên này là anh đưa hệ thống xuống. Thì khi mình thay nước ra thì cái phao nó tự động bơm nước xuống. Mà khi nó đầy đó là tự động nó đóng lại là nó sẽ giữ cái mực nước lại. Thay nước xong thì mình phải châm lại cái lượng khoáng vào nữa. Châm khoáng vào để giữ đúng cái thông số của nó. Và việc thay nước là giống như là mình làm giảm cái nồng độ ô nhiễm ở trong nước đi. Là một cái. Thứ hai là mình kích thích cái con tép nó lột vỏ. Thì giáp sát mà, lột vỏ nó mới lớn. Tép cảnh là vật nuôi có giá trị lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao, nên ngay cả những người nuôi có kinh nghiệm cũng có khả năng bị tổn thất nặng nề. Loài sinh vật này có tuổi thọ thấp từ 2-3 năm, dễ sinh bệnh và lây lan bệnh rất nhanh. Do đó người nuôi phải am hiểu và tốn công chăm sóc rất nhiều so với chơi cá cảnh. Anh Tiến này, vậy thì mình có cần phải lưu ý cái gì không khi mà mình chơi cái loại là hình tép cảnh này? Con tép là nó rất là mẫn cảm với môi trường. Cho nên là về những thuốc xịt mũi, diệt gián đồ này kia đó, là thậm chí là nước hoa nữa, nước hoa mà nặng mùi đó, tại vì nó sẽ vô cái môi trường của mình là ngay lập tức là tép nó sẽ chết ngay. Mà lỡ một cái sự cố vậy thì cái cách nào để mà mình chữa cái sự cố đó anh biết không? Có chứ. Thực ra là khi mà cái đó nó cũng nó thiên về tính kỹ thuật nhiều hơn, nghĩa là một là mình phải ngay lập tức mình tắt cái oxy đi. Tắt oxy để đi. Để nó đưa cái nồng độ nó vô. Đúng rồi. Đó, mình tắt oxy đi hết. Rồi cái thứ hai nữa là mình có thể dùng những cái sản phẩm để gọi là khử độc. Khử độc. Đó, mình bỏ vô khử độc. Cách thứ ba nữa là mình bắt đầu mình phải thay nước. Hoặc là nếu như mà trên cái bề mặt nước mà xuất hiện ván á, như em nhìn thấy là nếu như mà cái thuốc xịt mũi thuộc diệt gián á, mà xịt vô hồ thì ở trên hồ nó sẽ có lớp ván. Thì mình phải dùng những cái giấy báo á, mình đặt nó lên đó, thì cái giấy báo nó sẽ tác dụng là nó hút những cái ván đó là mình lấy ra. Những cái bệnh mà thường gặp nhất ở tép cảnh là gì anh? Bệnh của tép cảnh thì nó rất là nhiều. Nó nhiều lắm, nhưng mà vấn đề thường là nó tập trung vô thứ nhất là nhiễm khuẩn, thứ hai là nhiễm nấm. Nhiễm nấm là nó con tép nó sẽ có những cái vảy xanh xanh, hay là nó cái nhìn dưới kính hiển vi nó sẽ có những cái đốm mờ, ví dụ vậy. Nó là nhiễm nấm. Rồi nhiễm khuẩn thì nó sẽ thấy là cái những cái nội tạng ở trên đầu á, là nó sẽ ửng đỏ lên, ví dụ vậy. Nếu mà nhiễm nấm, nhiễm khuẩn thì về cơ bản là đều có thuốc để trị. Nhưng mà cái việc mà tại vì con tép nó quá nhỏ, mà nhiễm khuẩn thì nó rất là nhiều dạng nhiễm khuẩn, cho nên là mình cũng không biết chắc được là nó nhiễm cái khuẩn gì. Rồi nấm thì nó, mình có thể dùng muối, tắm muối hay là gì đó để trị bớt cái nấm đi. Thì cái đó là nói chung về cơ bản là có thuốc để chữa. Nhưng mà cái việc mà dùng thuốc để chữa cho tép khi nhiễm bệnh đó, là rất là hàn hữu. Cho nên thông thường khi mà như anh nhìn thấy ở trong hồ anh mà có tép nhiễm bệnh, anh xác định là nó có nhiễm bệnh thì thường là anh phải cách ly nó ra. Tại vì cái một trong những cái cơ chế lây nhiễm mà nguy hiểm nhất ở trong cái hồ tép đó là gì? Là khi mà cái con tép nó bị nhiễm bệnh nó chết.
thì con tép, những cái con khác nó sẽ ăn cái xác con đó, và khi mà nó ăn xác thì nó cũng bị lây nhiễm theo. Và nếu mà mình không kiểm soát được cái vấn đề đó sớm thì có nghĩa là toàn bộ hồ của mình nó sẽ bị nhiễm khuẩn hết. Một lưu ý đối với những người nuôi tép cảnh đó là nếu đèn trong phòng nuôi tép mở quá lâu sẽ làm rêu hại phát triển rất nhanh. Nó gây mất mỹ quan và làm người chơi khó quan sát được tép. Rêu hại tuy không ảnh hưởng đến tép, nhưng nếu chúng phát triển quá nhiều trong hồ thì chứng tỏ hồ của bạn đang có vấn đề, và cách duy nhất là nên vớt tép ra làm lại hồ đó. Đối với dân chơi tép cảnh, điều thú vị của thú chơi này không nằm ở giá trị của những con tép, mà nó là sự thích thú khi nhìn những chú tép sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều và khi cho lai tạo thành công một dòng tép mới. Với nhiều giống tép khác nhau, thú chơi này giống như thế giới loài người thu nhỏ, đa màu sắc. Sau những giờ lao động căng thẳng, được say sưa ngắm nhìn những chú tép bơi lượn thật sự là một điều thú vị và thư giãn trong cuộc sống. Nếu mà đã muốn chơi á, thì phải đúng và đủ. Có nghĩa là mình không đầu tư quá nhiều, cũng không đầu tư quá ít. Nó phải về mặt phần cứng là nó phải đủ. Rồi đúng là gì? Đúng là về cái cách mà gọi là khởi tạo cái hệ vi sinh ở trong hồ, nó phải đúng. Tại vì những cái đó nếu mà mình làm gọi là mình làm không đúng ngay từ đầu, không đủ ngay từ đầu á, thì nó sẽ kéo theo nhiều cái phiền toái phía sau nữa. Mình chơi cái đến cái thời điểm như bây giờ, cái việc mà mình thích nhất á là chỉ cho những người khác chơi, mình nhân rộng cái thú chơi đó ra, tại vì nó quá hay mà nó rất là gây nghiện, thì mình cũng muốn là làm sao để mà nhân rộng cái thú chơi đó ra. Mình hy vọng là người Việt Nam mình bây giờ nhập tép ở nước ngoài về rất là nhiều rồi, có thể chủ động lai tạo được những cái dòng tép mới, và có những cái cộng đồng anh em chơi có thể tương tác với nhau một cách hợp tác và vui vẻ đón nhận những cái mới của từng người. Như vậy là Phan Đạt đã có một trải nghiệm thú vị và đặc biệt khi được tìm hiểu về thú chơi tép cảnh, được biết thêm về màu sắc, hình dạng. Và lúc đầu thì tôi còn cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng bây giờ thì tôi cảm thấy hào hứng và muốn sở hữu ngay cho mình một chú tép cảnh để bắt đầu với thú chơi này. Và sẽ còn rất là nhiều những thú chơi nữa mà chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị trên kênh Em Channel. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.